Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống. Mở đầu chương trình là những sự kiện khoa học công nghệ đáng chú ý trong thời gian gần đây. Vừa qua, đồng chí Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã chủ trì phiên họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn đối với dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Thạch Đen, Thạch An Cao Bằng. Đề tài do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Nguồn Nhân lực phối hợp tham gia thực hiện. Cây thạch đen, còn được gọi là cây xương sáo, là cây truyền thống, đang được coi là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ gia đình tại huyện Thạch An có thu nhập ổn định. Sản phẩm thạch đen đang được thị trường ưa chuộng, không chỉ dùng làm thức uống giải khát mà còn sử dụng để giải nhiệt, hạ huyết áp, trị cảm mạo, đau khớp. Tháng 12 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp văn bằng công nhận nhãn hiệu chứng nhận thạch đen Thạch An cho Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An. Nhằm mục tiêu quản lý khai thác và phát triển nâng cao giá trị nhãn hiệu chứng nhận thạch đen Thạch An Cao Bằng gắn với phát triển bền vững, bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, gìn giữ, duy trì, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày thuyết minh mục tiêu của nhiệm vụ, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý nhãn hiệu chứng nhận Thạch Đen Thạch An Cao Bằng và nâng cao năng lực cho chủ thể và các đối tượng tham gia quản lý khai thác, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận hành, áp dụng công cụ quản lý trong khai thác và phát triển giá trị quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, tăng cường thúc đẩy hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trên thị trường. Thời gian thực hiện 24 tháng với các nội dung, đó là đánh giá bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng của sản phẩm, thiết lập chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu, tập huấn nâng cao năng lực, quản lý và phát triển nhãn hiệu. Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng vừa tổ chức họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đối với sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. Tại cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả tổng hợp và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với các sáng kiến đã được cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận thuộc các lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, quản lý giáo dục âm nhạc. Nhìn chung, các hồ sơ có sự đầu tư về nội dung, hình thức, đáp ứng được tính mới, thể hiện rõ hiệu quả của sáng kiến. Tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng đã thảo luận cho ý kiến đối với từng sáng kiến, đánh giá khách quan, trung thực. Đối với lĩnh vực giáo dục tiểu học có 7 hồ sơ sáng kiến, hội đồng bỏ phiếu 4 trên 7 hồ sơ đạt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh. Giáo dục mầm non có 4 hồ sơ sáng kiến, có 1 trên 4 hồ sơ đạt. Quản lý giáo dục có 8 hồ sơ sáng kiến, có 4 trên 8 hồ sơ đạt. Thưa quý vị và các bạn, với chất lượng thịt có độ chắc, vị ngọt, dai vừa phải và trứng có lòng đỏ to, nhiều độ kết dính, thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, vịt cỏ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được nhiều người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Đặc biệt, năm 2021 được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Sản phẩm này lại càng có uy tín giá trị trên thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập đạt hiệu quả. Vịt cỏ Trùng Khánh chủ yếu có màu nâu đen, đen trắng, trắng xám. Trong đó còn được thường lông màu xanh ở cổ, chân nhỏ, hơi dài với thân, dáng đi nhanh nhẹn, kiếm mồi giỏi, thích nghi môi trường sạch sẽ, trọng lượng trung bình từ 1,3 đến 1,6 kg một con. Hiện nay, toàn huyện Trùng Khánh có khoảng 2.700 hộ nuôi vịt cỏ, chiếm tỷ lệ trên 15% số hộ dân toàn huyện. Trong đó có 93 hộ tham gia vào hộ sản xuất kinh doanh vịt cỏ của huyện. Để thực hiện chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật, hướng đến mục tiêu ít dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chất lượng. Vịt được nuôi tập trung nhiều nhất tại 7 xã, cùng Đức Hồng, Đình Phong, Ngọc Côn, Đoài Dương, Phong Nậm, Lăng Hiếu, Ngọc Khê, là nơi có điều kiện khí hậu, nguồn nước thích hợp cho vịt sinh trưởng, phát triển. Hộ ít nuôi 200 con một năm, hộ nhiều nuôi hơn 1.000 con một năm. Vịt cỏ ở đây thường bơi lội tự tìm kiếm các loại mồi tạp, ốc, tôm, tép và được nuôi bằng ngô, đỗ tương, rau xanh, thóc rơi vãi. Từ những phụ phẩm nông nghiệp đã tạo thành hương vị vịt cỏ rất thơm ngon, thanh khiết.
Anh Hà Minh Hải, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh, phó chủ tịch hội sản xuất và kinh doanh vịt cỏ cho biết, để đảm bảo vịt cỏ có uy tín chất lượng, tạo niềm tin cho người sử dụng, các hội viên thuộc 3/3 chi hội sản xuất và kinh doanh vịt cỏ huyện luôn chú trọng tuân thủ các quy định chung, nguyên tắc, quy chế hoạt động do hội ban hành. Trong đó, đảm bảo nhãn hiệu vịt cỏ Trùng Khánh phải là sản phẩm được chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt chất lượng. Từ bắt đầu con giống, không dịch bệnh, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không bị dị tật. Chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ, khô ráo, ấm vào mùa đông, mát về mùa hè. Nước uống luôn được sạch sẽ. Đặc biệt, từ 22 ngày trở lên đến ngày mổ lấy thịt, cần phải cho ăn ngô trộn đều với bột cá, bột đậu tương rang và tận dụng thức ăn đồng ruộng sau những mùa thu hoạch. Trước khi xuất bán, phải đủ 90 ngày tuổi trở lên và vỗ béo trước từ 5 đến 7 ngày. Hội sản xuất và kinh doanh vịt cỏ cũng xác định, nêu cao ý thức trách nhiệm, đồng thời tiếp tục phát triển hội viên đối với cá nhân có nguyện vọng, điều kiện phù hợp. Cùng với việc chăn nuôi vịt cỏ, các hội viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các hội nghị góp ý, nhiều ý kiến đánh giá thảo luận, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, xác đáng về tình hình hoạt động của hội, các tồn tại vướng mắc và một số giải pháp định hướng duy trì, phát triển hội. Cụ thể như cần tăng cường sự liên kết giữa các hội viên nuôi vịt đẻ trứng, hội viên cung cấp vịt giống, hội viên nuôi vịt lấy thịt để phối hợp tái đàn sản xuất đảm bảo chất lượng. Các hội viên hội sản xuất kinh doanh vịt cỏ huyện cũng đã được các cơ quan ban ngành từ huyện đến tỉnh quan tâm, tổ chức được 7 lớp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thường xuyên đến tham quan học tập tại một mô hình chăn nuôi điểm thuộc xóm An Hỷ, xã Ngọc Khê, giúp các hội viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Thời gian qua, hội sản xuất và kinh doanh vịt cỏ huyện Trùng Khánh đã từng bước phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận các thông tin đặt hàng và phân phối tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên, cập phát được 6.000 logo tem nhãn, 2.500 túi ni lông bao bì đựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá được 2.000 tờ rơi. Thông qua trang fanpage và tuyên truyền trong các dịp lễ hội, hội nghị, hội thảo, trong các sự kiện văn hóa du lịch địa phương, tranh thủ tuyên truyền quảng bá món ăn đặc sản của huyện dùng cho các buổi liên hoan, tiếp khách của chính quyền địa phương cao cấp. Hội đã thu hút thêm được 2 đơn vị đăng ký thu mua, nâng tổng số cơ sở tiêu thụ đến nay cho hội lên 24 cơ sở đăng ký với sản phẩm xuất bán từ 50 con đến 170 con một ngày. Từ việc chưa có doanh nghiệp và cá nhân bao tiêu sản phẩm, số lượng con giống cung cấp trên thị trường không ổn định. Sản phẩm vịt cỏ này đã có mặt tại Trung tâm Trưng bày Giới thiệu Kinh doanh và Phân phối Sản phẩm Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng. Nhiều hộ kinh doanh cá thể ở thành phố Cao Bằng và tại huyện Hòa An và một số khách hàng tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội cũng đã tự liên hệ với hội và các hội viên để tiêu thụ sản phẩm. Có mặt tại gia đình ông Hoàng Văn Biển, chi hội Bắc Beo, Bắc Thay, Đồng Dạ, xã Ngọc Khê, hội viên sản xuất và kinh doanh vịt cỏ thương phẩm huyện Trùng Khánh. Với mô hình nuôi vịt thịt đã nhiều năm, mỗi năm gia đình nuôi được hơn 1.000 con vịt cỏ. Giống vịt được gia đình nhập tại các cơ sở ấp trứng của huyện. Con giống luôn được đảm bảo, ít dịch bệnh, tỷ lệ chết ít, duy trì chỉ từ 5% đến 15%, giúp gia đình yên tâm trong phát triển chăn nuôi sản xuất. Vào thời điểm tháng 8 đến tháng 10 dương lịch hàng năm, số lượng đàn được tăng cao, lên đến hơn 600 con một lứa. Là thời điểm thu hoạch lúa mùa, vịt được chăn thả ra các đồng, tìm kiếm thóc rơi vãi, ốc bươu vàng. Có nhiều nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có trên đồng ruộng. Vịt nhanh lớn không chỉ giúp giảm được chi phí đầu tư mà còn có nguồn thực phẩm sạch cho thị trường. Thịt săn chắc, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng, đầu ra thêm ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tôi cũng nuôi là mỗi năm 3 lứa, là mỗi lứa thì hai lứa rằm tháng 6, tháng 7 thì mỗi lứa thì 200 con. Còn đến vịt chạy đồng thì 500 con. Tầm 500 con thế này. Còn cái dịch bệnh đối với cỏ thì nó thường xảy ra cái phân xanh phân trắng. Là tôi cũng học qua cái quy thì tôi phòng là chớm vào tôi đã lấy thuốc về điều trị, nó cũng tỷ lệ rủi ro cũng 1%. Thế này thôi, không chết nhiều đâu, cái bệnh phân trắng.
Cái đàn vừa rồi tôi bán cái lứa rằm tháng 6 thì 200 con thì bán được 20 triệu. Thế này thì cải thiện cho con cái đi học hành cũng đủ tiêu hàng ngày của gia đình. 20 triệu đồng trừ chi phí đầu tư, lãi khoảng gần 10 triệu đồng một lứa mỗi năm từ nuôi vịt, gia đình có thu nhập được trên 30 triệu đồng, giúp cho cuộc sống được nâng cao hơn. Với người độc dân, đây là một khoản thu nhập khá, giúp gia đình ông có điều kiện nuôi con ăn học và mua sắm các vật dụng, phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Thăm gia đình anh Đàm Văn Chất, chi hội sản xuất và kinh doanh vịt cỏ xóm Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, nơi có mô hình nuôi vịt đẻ trứng với hơn 900 con vịt, mỗi ngày thu về hơn 700 quả trứng. Ước tính mỗi năm có trên 200.000 quả được xuất bán, giá 4.000 đồng một quả. Trừ hết chi phí, thu lãi gần 500 triệu đồng một năm. Hàng ngày, sản phẩm trứng tiêu thụ tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có các trạm biên phòng, trường bán trú, cửa hàng tạp hóa. Mỗi năm gia đình có hơn 900 con vịt đẻ trứng. Hàng ngày ra trứng đẻ ra thì không tiêu thụ được hết. Dịch bệnh luôn được gia đình tôi thường xuyên chú trọng. Hàng ngày chăm sóc cần phải quan sát độ linh hoạt của vịt, nếu có biểu hiện lạ thì kịp thời cách ly để theo dõi, tìm cách xử lý. Nuôi vịt đẻ trứng đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là khâu chọn giống, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Những khi thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ của vịt, nên chuồng trại nhất thiết phải khô ráo này, bằng phẳng, thông thoáng về mùa hè và ấm về mùa đông mới cho năng suất cao nhất. Tùy theo quá trình chăm sóc mà mỗi con vịt đẻ có thể đẻ trứng liên tục trong vòng 3 năm. Từ sản phẩm vịt cỏ, hiện tại huyện Trùng Khánh đã thu hút được hơn 3.000 hộ từ nuôi vịt thịt, người nuôi vịt đẻ, người sản xuất con giống, hộ kinh doanh, chủ nhà hàng vịt quay. Điều này cũng đã tạo sự kết nối, liên kết sản xuất hàng hóa cũng như tiêu thụ được thuận lợi. Bên cạnh những thành quả đạt được, trong chăn nuôi vịt cỏ ở huyện Trùng Khánh còn gặp khó khăn về nguồn giống để xoay vòng cuối đàn. Các hộ chủ yếu tự ấp bằng thủ công, vịt giống đẻ trứng rải rác trên địa bàn. Sản lượng trứng chưa ổn định, ảnh hưởng chất lượng nguồn giống. Các lò ấp quy mô nhỏ nên chưa thể xây dựng thương hiệu vịt giống. Cái đường đi lại, khâu vận chuyển khó khăn lắm. Từ đây trở đi thì nhà nước quan tâm với con đường để chúng tôi phát triển cái thành hợp tác xã, thì mà phát triển kinh doanh tức là khá hơn. Xuất thân trong một gia đình chuyên ấp trứng vịt bằng thủ công, được thực hiện bằng ủ thóc và củi từ ông cha để lại, đến nay đã được 62 năm. Kinh tế gia đình anh Phen chủ yếu nhờ vào ấp trứng vịt, cung cấp con giống cho các hộ dân trên địa bàn huyện có nhu cầu. Đồng thời, mỗi tháng xuất bán được 6 đợt tại các chợ huyện Trùng Khánh, chợ phiên huyện Quảng Hòa, Hạ Lang, đã giúp kinh tế gia đình anh được ổn định. Số hộ ấp vịt giống trên địa bàn huyện Trùng Khánh không nhiều, hiện có 4 cơ sở chuyên ấp trứng thành vịt con, trong đó có 3 cơ sở ấp trứng chuyên nghiệp lâu năm, bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cho người chăn nuôi trong toàn huyện. Tuy nhiên, các cơ sở chưa được bài bản đầu tư, không lớn, khâu vận chuyển tiêu thụ còn gặp khó khăn. Trong cái phương hướng trong cái thời gian tới thì huyện sẽ tập trung là chỉ đạo các xã là sử dụng các nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia để xem xét là hỗ trợ là cho các hộ là tham gia cái chuỗi sản xuất là theo cái chăn nuôi theo cái quy định của các chương trình đã đề ra. Để đảm bảo phát triển tốt, có hiệu quả nhãn hiệu tập thể vịt cỏ Trùng Khánh, từ nay đến những năm tiếp theo, huyện Trùng Khánh cũng sẽ tiếp tục khuyến khích, động viên các hộ duy trì, phát triển sản xuất vịt cỏ giống, thường xuyên nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng thực phẩm, nghiên cứu tìm ra các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các tổ chức được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc đăng ký kinh doanh, tham gia phát triển chế biến sản phẩm, phát triển chuỗi liên kết giá trị từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, chú trọng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ cá thể sản xuất nhỏ lẻ. Hội sản xuất kinh doanh vịt cỏ của huyện
cùng gắn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sản xuất theo các quy định của tập thể. Mỗi cá nhân tự giác chủ động đảm bảo đưa nguồn giống địa phương vào chăn nuôi sản xuất, tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc, theo quy trình kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh hiệu quả, tạo ra giá trị sản xuất sản phẩm ngày càng có uy tín, chất lượng. Đến thời điểm này, huyện Trùng Khánh đã có 4 sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 3 nhãn hiệu tập thể gồm nếp ong, vịt cỏ, quýt Trà Lĩnh, 1 chỉ dẫn địa lý hạt rẻ. Điều này có ý nghĩa lớn đối với huyện trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương, từng bước nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm đặc trưng trên thị trường. Có thể nhận định rằng, các sản phẩm tại huyện Trùng Khánh sau khi được xác lập bảo hộ về sở hữu trí tuệ đã phát huy hiệu quả đẩy mạnh quảng bá rộng rãi trên thị trường, được sản xuất theo quy trình thống nhất từ các nguồn nguyên liệu đầu vào đến các sản phẩm đầu ra. Nhiều sản phẩm đã được đầu tư bao bì nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu khách hàng, góp phần khẳng định được vị thế, chỗ đứng trên thị trường, ngăn chặn được tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đời sống đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.